Xin chào các em quay trở lại với con Si. Hôm nay bà ba sẽ giới thiệu đến các em rất là nhiều bóng bay đây này các em. Quá nhiều chưa các em? Đây là những quả bóng bay chấm bi. Đây là một quả chấm bi màu vàng này các em. Các em nhìn thấy chưa? Màu cam nhá. Đây, tiếp theo để bà ba giới thiệu nào. Đây là một quả bóng chấm bi màu đỏ các em. Các em thấy chưa? Quả bóng chấm bi này thì lên rất là đẹp đấy. Tiếp theo đây là một quả bóng chấm bi màu đỏ nữa này. Đây là một quả bóng chấm bi màu xanh các em. Đây. Tiếp theo ba ba sẽ giới thiệu cho các em một quả bóng chấm bi màu hồng này các em. Các em nhìn rõ chưa? Tiếp theo ba ba sẽ giới thiệu đến các em một quả bóng chấm bi màu xanh lá cây. Rồi. Đây là một quả bóng chấm bi màu tím các em. Rồi. Bà giới thiệu đến các em đây là một quả bóng chấm bi nữa. Đây là màu xanh. Đây là một quả bóng Happy Birthday màu hồng. Đây là một quả bóng Happy Birthday màu xanh. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bơm bóng bay nhá. Đây bà sẽ bơm một quả màu cam nhá. Rồi. Bi đẹp chưa? Thank you.
Ờ, nào đá đi. Ờ, chị à. Ủa. Nào, bạn chơi thôi, chơi bóng thôi. Khám phá bọn em nhá. Quá đi. Xin chào các em. Các em thấy ba ba có nhiều bóng bay chấm bi không? Đây là những quả bóng bay chấm bi rất nhiều màu sắc đấy. Và bạn Hải An sẽ là một người trong số những người học màu sắc cùng các em nhá. Bây giờ đầu tiên bạn Sanesi cho ba biết quả bóng màu hồng đâu. Wow, đúng rồi. Tiếp tục. Đây là quả bóng màu hồng đấy các em. Tiếp tục. Bạn Sanesi cho ba ba biết quả bóng chấm bi màu xanh. Wow, đúng rồi. Đây là quả bóng chấm bi màu xanh đấy các em. Wow. Bây giờ bạn Sanesi cho ba ba biết quả bóng chấm bi màu đỏ. Đây rồi. Wow, bạn Sanesi rất là giỏi đấy. Đây là quả bóng chấm bi màu đỏ các em. Tiếp tục. Bạn Sanesi cho ba ba biết quả bóng chấm bi màu tím. Đúng rồi. Đây là quả bóng chấm bi màu tím đấy các em. Rồi, bây giờ bạn Sanesi cho ba biết quả bóng chấm bi màu cam. Quả nào nào, ô, đúng chưa? Rồi, giỏi quá. Đây là quả bóng chấm bi màu cam đấy các em. Đẹp không? Wow. Bây giờ, bạn Sanesi cho ba biết quả bóng chấm bi màu xanh lá cây. Wow, đúng rồi, đây là quả bóng chấm bi màu xanh lá cây đấy các em. Ồ, to chưa? Ôi, bạn Gossi đang đấy. Ồ, đúng rồi, đẹp quá. Tiếp theo, bây giờ bạn Sanesi cho ba ba biết quả bóng Happy Birthday màu hồng. Đúng, bạn Sanesi giỏi quá, biết cả quả bóng Happy Birthday màu hồng đấy. Đây là quả bóng Happy Birthday màu hồng các em. Bây giờ chúng ta cùng hát loại màu bóng lên nhé các em. Bạn Sanesi sẽ có trách nhiệm là bê màu bóng cho ba ba nhá. Các em hãy cùng bạn Sanesi lấy bóng bay đúng màu sắc sau ba ba nhá. Bắt đầu chuẩn bị. Green color, green color, where are you? Here I am. Đâu rồi? Ô, bạn gạ, bạn Gossi đúng rồi. Here I am, here I am. How do you do? Wow. Bubble finger, bubble finger, where are you? Here I am. Ô, đúng rồi. Hi em, how do you do? Rồi, giỏi quá, bạn Sanesi giỏi quá. Blue color, where are you? Hi em, đúng rồi. Hi em, how do you do? Hoa, red color, where are you? À, đúng rồi. Hi em, how do you do? Pink color, where are you? Here, oh, đâu rồi, oh, đúng rồi. Bạn Sanesi giỏi quá. Here I am, how do you do? Orange color, where are you? Here I am, giỏi quá. Here I am, how do you do? Rồi các em ơi, bây giờ ba ba sẽ hát và giải cứu những quả bóng bay mà ba ba đập màu nhá. Bây giờ ba ba sẽ giải cứu từng quả một. Đầu tiên ba ba sẽ giải cứu quả blue. Bắt đầu. Blue color, where are you? Here I am, how do you do? Rồi ba ba sẽ giải cứu quả bóng này nhá. Bây giờ ba ba sẽ giải cứu hết tất cả quả bóng màu xanh. Các em hãy xem ba ba giải cứu quả bóng màu xanh nhá. Rồi, tiếp theo ba ba sẽ giải cứu quả bóng màu xanh này nha. Rồi, ba ba sẽ giải cứu quả bóng màu xanh thứ hai nha. Bây giờ ba ba sẽ giải cứu trước mặt bạn Borussia nha. Các em cùng xem ạ. Không rồi. Nào, bạn Borussia đưa cho ba ba quả bóng màu xanh đấy để ba ba giải cứu nốt nào. Rồi, các em cùng xem ba ba giải cứu quả bóng này này. Rồi, ba ba tiếp tục giải cứu màu sắc nữa nha. Bây giờ ba ba sẽ giải cứu này. Red color, where are you? Here I am, how do you do? Bây giờ ba ba sẽ giải cứu quả bóng màu đỏ này các em nhé.
Rồi, bắt đầu giải cứu. Tiếp theo, bạn Sanen xin xét giải cứu quả bóng màu đỏ thứ hai. Bắt đầu. Ôi. Purple color, purple color, where are you? Here. Here I am, here I am. How do you do? Mà ba sẽ giải cứu quả bóng màu tím này nha các em. Bắt đầu giải cứu. Green color, green color, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Wow, đây là quả bóng màu xanh đấy các em. Green. Bây giờ ba sẽ giải cứu quả green này nhá. Rồi, quả bóng màu xanh chuẩn bị được giải cứu. Bắt đầu. Ố, không ra. Rồi, ra rồi. Rồi, quả bóng này dần dần được giải cứu. Rồi, hết. Tiếp theo, ba sẽ giải cứu một trong hai loại bóng có màu cam và màu hồng. Và bạn Silency sẽ nghe rõ nha. Orange color, orange color, where are you? Here. Đâu rồi? Wow, here I am, here I am. How do you do? Bây giờ ba sẽ giải cứu quả bóng màu cam này nhá. Các em cùng xem nào. Quả bóng màu cam chuẩn bị được giải cứu. Bắt đầu giải cứu bóng màu cam rồi. What? Pink color, pink color, where are you? Here. Here I am, here I am. How do you do? Và ba sẽ giải cứu quả bóng màu hồng này nhá. Đây là quả bóng chấm bi màu hồng các em. Rồi, chuẩn bị giải cứu. Quả bóng màu hồng chuẩn bị được giải cứu. Bắt đầu, bạn Sun Si thả ra đi. Quả bóng màu hồng thứ hai tiếp tục được giải cứu. Bắt đầu. Ôi. Các em ơi, vậy là video của ba đến đây đã hết rồi. Các em hãy đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của ba nhé. Bye bye.